chương 14. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó. Song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chấp rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định, đừng để hòn đá bấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy, chỉ ai có tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi. Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy, chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau, chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiên cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội, cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Vả, phàm làm điều chi không phải đức tin, thì điều đó là tội.